Hello guys, welcome back to my channel. I'm Nguyen-kun. So today I will make a moon, a real moon. So let's start. Beautiful. Thank you.
trees. Here, and here. So this will be more beautiful. Thêm một vài cây nữa, vài diện. Thế thì anh chuẩn bị cây cỏ. Okay, so that is bước này khá, anh thấy khá đẹp. Okay. Okay. So this is moon and some trees, star. Ok, chắc video mình sẽ kết thúc ở đây. Ok, nếu có điều thứ hai thì nhớ like nhá. Để chứng minh nữa. Bye bye.